Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin hân hạnh gửi lời chào tới tất cả các bác. Rất là vui mừng được chào đón các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm điện tử Hạnh Phương. Và đặc biệt là những bác nào mà chưa nhấn nút đăng ký kênh ở cái nút màu đỏ phía dưới thì chúng ta hãy cùng nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Những sản phẩm âm thanh chuyên sâu, hàng cao cấp sẽ được giới thiệu các bác ở trên kênh YouTube này. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Và ngày hôm nay thì rất lâu rồi anh Phương mới lại lên sóng để trân trọng giới thiệu các bác là nhà anh Phương vẫn đang bán rất nhiều những sản phẩm này. Đó chính là những dòng pin sạc của Mỹ với thương hiệu của hãng Energizer. Đây các bác này, Energizer các bác nhá. Đấy, những cái bộ pin sạc được sản xuất và được phân phối bởi công ty Energizer của Mỹ. Nó rất bền bỉ theo năm tháng. Hiện tại thì nhà anh Phương cũng đã sử dụng những cái bộ sản phẩm pin sạc này phải đến hàng 5-10 năm nay rồi. Đây này, cái bộ nhà em vẫn đang dùng này. Đấy, trên bộ pin sạc này thì sẽ bao gồm có 4 quả pin, 1, 2, 3, 4, 1, 4 quả nữa đây. Và một máy sạc như thế này nữa các bác nhé. Đấy, pin này có thể sử dụng cho các thiết bị ví dụ như là micro không dây như thế này. Tất cả các loại micro không dây trên thị trường hiện nay thì đa số sử dụng cái dòng pin này. Và có thể sử dụng cho máy đo huyết áp, rồi cho đồng hồ, rồi cho chuột không dây, rồi cho bàn, các cái loại dùng pin 2A. Pin 2A. Cái máy sạc này thì có thể sạc được cả pin 2A và pin 3A. Pin 3A thì sạc ở dưới này. Khi sạc thì tất cả các bác sẽ để cái quay cái đầu dương của nó lên phía trên. Đấy, pin này bên ngoài nó được bọc bằng cái hợp kim rất là đẹp và rất là sang, trông nó khôn lắm các bạn. Đây là cái Mỹ đây nhá, em chỉ cho mỗi chữ Mỹ thôi các bác để ý này. Cái này thì phải zoom to mới nhìn thấy. USA này. Nguồn gốc xuất xứ của nó là do công ty Energizer của nhập khẩu đây. Máy sạc này thì được sản xuất tại Thượng Hải, Trung Quốc này. Pin sạc thì được sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy, các bác nhớ nguồn gốc rõ ràng nhé. Pin sạc sản xuất tại Nhật Bản. Đấy. Mà nếu mà những cái tiêu chuẩn của Mỹ thì đương nhiên là nó rất là bền bỉ rồi. Nhà em dùng thì rất lâu rồi nhưng mà nó rất là ổn định. Nó chỉ có xước xước cái vỏ bên ngoài thôi các bác. Pin này thì thường những cái bộ mic không dây như thế này nhà em hát phải được khoảng độ từ 1 tuần đến 10 ngày mới phải sạc một lần. Rất bền các bác nhé. Rất bền. Còn bác nào cứ hát một ngày 2-3 tiếng thì cứ một tuần sẽ phải sạc một lần và có thể dùng 5-7 năm. Với mức đầu tư của bộ này là 500 ngàn đồng. Và các bác lưu ý cho em là đừng so sánh với những cái dòng pin rẻ tiền của Trung Quốc nhé. Pin này là pin Mỹ. Còn pin này các bác lưu ý cho em là có thể sử dụng được từ 7 đến 10 ngày tùy loại mic. Nhà em thì toàn bộ sử dụng pin này hết. Ngoài những bộ pin sạc đi kèm cả pin còn có những pin rời như thế này. Pin rời như này. Một cái bộ pin rời như này là giá là 180.000 một đôi và không bao cước các bác nhé. Đấy, đây là cặp pin rời. Bác nào mà thích mua thêm pin rời thì chúng ta mua. Đấy, nhà em thì toàn bộ là từ mic cho đến chuột không dây. Nhà em đều sử dụng cái pin sạc này hết. Pin sạc là dùng chuột không dây này có khi chạy cả ngày nó chả hết. Đây này, cứ để cho chạy. Đấy, nhiều khi tắt đi thì lẽ ra là phải tắt đi nhưng mà em lười em chả tắt. Em lười chưa tắt. Đấy, đây là con loại pin sạc này. Đây pin sạc nữa này. Pin này là pin khác. Đây pin sạc đây. Đấy. Đấy. Tất cả các loại này, cái quả này là pin rời bên ngoài. Còn pin này là pin sạc. Đấy. Tất cả các loại đồ dùng nhà em thì hầu như là sử dụng pin sạc hết. Nó vừa bền và vừa tiết kiệm. Ví dụ chúng ta cứ dùng hết chúng ta lại sạc, chả bao giờ phải suy nghĩ đến nữa. Đấy. Hát thì chúng ta không bao giờ lo sợ hết pin giữa chừng. 500.000 một bộ các bác nhé. Bác nào đầu tư thì alo cho em với số máy 0971998555. Ngoài ra thì nếu như bác nào sử dụng mic Mỹ, nhà em có cả pin sạc của pin vuông 9V. Đây bộ pin vuông 9V này. Đây, pin vuông 9V đây. Đấy, máy sạc của nó đây. Máy sạc của nó đây các bác. Máy sạc này thì máy sạc của Đức. Máy sạc của Đức. Đâu rồi? Đấy, để đèo đây này. Không biết là cái chữ Đức nó nằm ở đâu đây. Đây Germany đây. Cái góc này các bác này. Máy sạc này của Đức. Germany đây. Đấy. Còn pin sạc thì của Nhật Bản. Pin Energizer của Nhật Bản. Một bộ như thế này giá của nó là 900 ngàn đồng các bác nhé. 900 ngàn đồng một bộ này. Đấy, bác nào đầu tư thì alo cho em.
Số máy của em là 0971998555. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt các bác. Hầu như là các bác nào mà đăng ký kênh của anh Phương thì cũng đã có một bộ rồi. Chỉ trừ những bác mới đăng ký gần đây là chưa biết đến mini sạc của Mỹ thì chắc chưa mua thôi. Các bạn, xin cảm ơn các bác rất nhiều.